Xin kính chào các thầy, các cô, chào các anh, các chị là cựu sinh viên trường Đại học Bách Khoa, các bạn sinh viên đang là học ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tôi xin giới thiệu, tôi là Tào Đức Thắng, là sinh viên khóa 35, khoa Điện tử Thông tin, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 1990-1995. Hiện tôi đang công tác tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tại Viettel thì hiện nay có khoảng gần 3.000 cán bộ, nhân viên là cựu học sinh của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Và đặc biệt là trong 100 cán bộ chủ chốt thì có đến 25 là sinh viên, là cựu sinh viên của trường Đại học Bách Khoa. Thực sự chúng tôi đang rất tự hào khi đang làm việc cho một tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội lớn nhất của Việt Nam và có tầm ảnh hưởng ra thế giới. Và càng tự hào hơn thì chúng tôi là những sinh viên, cựu sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tôi xin thay mặt cho những cán bộ là cựu sinh viên trường Đại học Bách Khoa hiện đang công tác tại tập đoàn Viettel, xin chúc các thầy các cô đã và đang giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa, chúc các anh các chị là cựu sinh viên đang là sinh viên sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống, và chúc cho trường Đại học Bách Khoa Hà Nội của chúng ta không chỉ là dẫn đầu trong nước mà là dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới, là cái nơi mà luôn là niềm tự hào của các cựu sinh viên như chúng tôi, và cũng là niềm tự hào của các bạn học sinh tại Việt Nam và trên thế giới mong muốn được học tại ngôi trường này. Xin chúc mừng sinh nhật 65 năm của trường.